Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ để bàn thương hiệu là Seiko. Chiều cao của chiếc này là 28 cm, còn chiều ngang là 21 cm. Chiếc này mặt trước của nó là kính, còn mặt giờ của nó là bằng kim loại nha các bác. Phía dưới số là mã là có mấy viên da băng, còn phía trên là nguyên một tấm dạng nhôm nha, nhôm màu vàng rất đẹp. Chiếc này sử dụng hai pin tiểu, một viên sử dụng cho giờ và một viên sử dụng cho xây lắp. Chiếc này hai bên của nó là bằng cái gì mà cong, dây ca uốn cong hay là kính gì đó. Nói chung là em lai trực tiếp để cho các bác dễ xem nha. Này, phía sau nó có cái cần đó là để kích cho cái lắc nó xoay nha. Bác nào thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0918120267 để các bác có thể xem được nhiều sản phẩm khác bên em nha. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác.